mình bán rồi giờ mình ra mình bắt bỏ vô đem vô nhà nuôi. Giờ mình sẽ vô mình bắt nó thôi. Chỗ này trống hang. Ôi dạ. Trống 24 máy đúng rồi, trống gần 24. Máy 14. Vô mình bắt nó thôi. Ấn dọn chuồng à. Wow, ta hoài. Cậu quá lên nè. Giờ để mình bắt xong cho mình quay anh em xem tiếp ha. Cái tàu này tao hồi cũng không thấy được gì đâu. Tượng trống mập ú ú. Ok. Chưa vô lòng. Cái tàu cặp này dạng lắm, không có nhát đâu đó mọi người ha. Ok. Tiếp tục còn con máy. Máy chút thôi rồi. Bữa mình có đo cho mọi người xem thử rồi đó. Đuôi được 14 luôn á. Đây. Rớt lửa hết là hỏng hết đen nè mọi người ha. Cánh con cam nè ngoài nghe, chim con tơ nè. Ok, giờ xong đi ra. Hai nó dạng lắm nè mọi người ha. Sắc lòng cho mọi người xem. Đây, khá là dạng ha. Ba mình nè ha. Đó. Cặp này chim thuần mình đem mình ghép đó. Bình thường khá là dạng. Giờ mình đi ra ngoài mình nuôi lông. Anh em không bắt thì mình ghép tiếp mùa sau. Mùa sau thì mình sẽ chi chim ngon. Chứ còn nó đang đẻ thì mình sẽ không bán được. Nói chung là chim thì bao mập. Bao mập bao đẻ. Bao luôn là nuôi con đẻ tốt. Không ăn trứng không phá con không gì hết ha. Ok hai đứa nó xong rồi ha. Bắt ở ngoài vô á thì con chim nó có một cái hiện tượng á thì không biết anh em có để ý thấy không, thì mình đã nói rồi, khi mà con chim ăn mà nó ở ngoài tự nhiên á, nó ăn mồi tươi á thì những viên phân nó như thế này nè anh em. Nhiều thấy ủa sao phân vậy, là con chim nó bệnh mà đúng không? Không nha, khác nha. Khi mà con chim của anh em ăn cám mà nó đi phân như thế này mới gọi là bệnh, mà con chim nó ăn mồi tươi nó đi phân như thế này là bình thường ha, là không có vấn đề gì hết ha. Đó vậy anh em nói bệnh ha, này kia nọ, mình quay camera rất là sát ha. Đây tay mình đây, tụi nó vẫn dạng ha, tại cặp chim này nó khá là dạng rồi. Giờ thì ra ngoài đây bắt đầu mình vô cám và mình cho ăn trứng kiến để cho nó khai lông cho nhanh ha. Nói chung là cũng một phần mà giúp cho bộ lông của nó ấm mượt hơn, với lại một phần nữa là vô cám bọt ha mọi người. Ăn cái bọt thời gian thì lông nó sẽ mượt. Rồi một phần nữa là mình có thể là mình xem qua theo dõi nó được nhiều hơn khi mà ở ngoài làm. Nói chung là xuyên thì làm vậy, còn mình làm biến mình vẫn có thể là đổi ngoài AV mình nuôi. Nhưng mà để ở ngoài AV thì nuôi nó sẽ rất là tốn tiền mồi tươi. Còn mình đặc biệt đó chính là dễ mà. Thì vào đây thì cám nó cũng khá là rẻ, không có mắc. Cám tầm có 20.000 một ký á. Thì cho ăn dư sức, chủ yếu cực một cái thời gian, khoảng thời gian đầu là mình vô cám thôi. Thì lúc đó mình chăm cho tụi nó tốt lại, và lúc đó thì mình sẽ thúc thêm hút cái trứng của mình đều đều vô cho nó trước nữa. Để cho nó tăng cường sức, nói chung là tăng cường cái hại. Nói chung là
không bỏ bài ngang, không bỏ bài dọc á, chủ yếu là vậy, để cho con chiên của mình nó tốt, nó khỏe hơn thôi. Và chuẩn bị cho mùa sau, thì mùa sau anh em nói chung là bây giờ anh em không bắt thì mùa sau sẽ có chim non thì anh em chơi ha. Thì cặp này thì chim con thì mình cũng chia rất là nhiều rồi, chim con của nó ra được là một con máy, hai con máy chiền ra đuôi 9 cm. Hiện tại bây giờ thì nó đang khai lông mà chưa biết là hiện tại ra bao nhiêu, còn một con hiện tại mình đang giữ. Thì con đó thì mình cũng chia cho một người em ở dưới Sài Gòn này, nói chung là em đó là toàn thích bắt độc lạ thôi chứ không gì hết, cứ thích nói chung là dạng thích hên xui á, nhưng mà bữa giờ mình chưa thấy xui, thấy toàn là hên không à. Thì bắt một con khú, nói chung khú một con thì bắt mà nó em nó bắt ra là con trống ha, hên xui luôn, bắt giá hên xui luôn, và chim ra trống chứ không có xui là khi đặt sau nữa. Thì chim nói chung là cũng khá là ok đó. Giờ thì thôi mình sẽ cho con nó nghỉ. Thì anh em nhớ cho mình nha, nhớ phần nha, phần nghỉ này là có cả con khú cũng vậy đó, con gì ăn mồi tươi tất nhiên nó cũng phải đi phân như thế này, chứ không có phải là nó ăn khi mà ăn cám thì nó khác, ăn mồi tươi nó khác ha, không có giống nhau được nha mọi người, tại vì phân cám thì nó sẽ bo viên và tụi nó nói chung là, với lại một phần nữa là anh em phải theo quan sát theo dõi tụi này, nếu mà nó uống nước nhiều quá thì đó đúng là bệnh, còn ví dụ nó uống nước ít á thì không sao. Có nhiều con nha, có nhiều con nó ăn rất là nhiều, có nhiều con ăn cũng khá là ít, giống như con người mình thôi, có người ăn khá là ăn tạp, có người thể ăn được là một tô phở bự, có người thì ăn không được tô phở, có người ăn chỉ nửa tô này này kia nọ, chim cũng như vậy chứ không có giống nhau ha. Cho nên là nó ủa tại sao tôi thấy chim của tôi nó ăn nhiều dữ mà có con của anh tôi bắt về nó không ăn nhiều, nó khác nha, khác hoàn toàn nha, nó y chang cơ thể trạng con người mình vậy, mặc dù á cái con nó ăn ít nhưng mà nó vẫn mập. Cái kiểu mà hít không khí cũng mập á là nó, rồi có con thì nó ăn hoài không mập, ăn hoài không mập thì coi chừng nha, còn ăn ít mà mập á thì không sao, ăn ngoài không mập, ăn ngoài không mập là có triệu chứng rồi nha mọi người, lưu ý giúp mình ha. Thì cái đó là có thể là đang bệnh đường ruột, mình có nói anh em cái con chim ăn hoài không mập mình nó đi đó là nó bị nhiễm khuẩn đường ruột ha, có thể gọi là nấm đường ruột á đó. Thì cái đó có thể là hết 90% cửa đi, hoặc không phải 90 nữa, phải là 99% là nó có cửa là nó đứt rồi đó. Cho nên là anh em cũng nuôi chim thì cũng chăm cho kỹ kỹ xíu, ăn uống thì cũng sạch sẽ xíu. Đó tại sao ở có nhiều con á thì anh em nuôi á nói ủa sao tôi thấy ở nhà chủ á, nó nuôi á là ăn đi phân đẹp lắm sao giờ nhà tôi nó ăn khác, thì anh em nên coi lại cái chế độ mồi tươi của mình, tốt nhất anh em nên ngắt cái mồi đó luôn và đổi một nơi khác ha. Anh em nhớ nha, đổi nơi khác nha, chứ không phải đổi cái đổ cái thùng giới nó bỏ rồi lại tiếp tục ra chỗ đó mua ha, tại vì cái có thể là chỗ đó nó bị nhiễm. Và đặc biệt anh em cũng biết rồi, sâu á, cái trại sâu mà người ta nuôi á, nó mà nhiễm một cái là nó chết đồng loạt luôn, nó chết rất là nhiều, và dế cũng như thế ha. Cho nên là chim mình ăn vô cũng ảnh hưởng rất là nhiều, nói chung là rất là nhiều, anh em ăn những cái con dế bệnh nè, sâu bệnh đó là sẽ vô, còn chim mình nó cái hệ đường ruột nó cũng đi luôn. Nếu mà anh em nào mà gần mấy trại chăn nuôi đó thì anh em sẽ biết được cái cách người ta chăn nuôi, người ta cho ăn cái gì, chứ còn mình thì mình không rành, không biết được, cho nên là mình không có nào nói được. Nhưng mà cái mùi của thức ăn khi mà sâu họ đem vô trong đây mọi người nghe cái mùi cũng khá là hôi nha, nên mình nghĩ là có thể là nó ăn đồ sống. Nhưng mà mấy con này nó ăn đồ sống ghê lắm, mình bỏ con gà chết vô thì nó ăn tàn sát luôn, mình vẫn có nuôi mấy cái này được. Chứ nói chung là cả hai con này không tật lỗi hết ha. Rồi giờ mình thì mình định mình sửa xong hai cái rồi, còn một cái bên đây nữa là mình sẽ làm tiếp luôn, là mình dọn hết cái này ra ngoài kia và cho tụi nó ăn uống tắm thoải mái, tắm rửa ngoài đó là ok hết, không bị hết. Trời mưa mình có bạt mình che lại, để mình ra mình quay cho anh em xem, mình treo cái này lên cái. Đúng rồi, với lại một cái ha, anh em muốn nhốt chung nhốt riêng ha, mình nhốt chung là biết, nhưng mà lòng mình vẫn còn nè, nói chung là lòng mình dọn tụi kia ra hết rồi nè, đó lòng còn trống nè, mình nói chung mình sẽ tách ra. Thì cái con lửa đuôi 22 mình cũng chuyển qua đây luôn rồi, dàn nguyên dàn chim của mình ra đây hết luôn, bên đây nữa. Thì nói chung là đây nó cái tấm mạc nè, mình để xuống mình xả xuống che mình móc lại thôi, như vậy nè, gió nào bay ok hết ta, cũng chả gió nào lùa vô được hết, rất là tiện, chỉ có gió dưới thôi, nhưng mà gió dưới thì tụi nó ngủ ở trên sẽ không sao, tại vì cái tấm này của mình đó mọi người ha, nó hở ở phía sau nè.
Nói chung là làm gì mình làm phải có mục đích hết mọi người. Tấm bên sau này nó rất là mục, dễ ba gió họ dễ bay đó. Với lại mình chấp bình giá nè, nó lủng lỗ từ đây hết mọi người ha, đâu có lành đâu, nên là gió có lùa vô nó sẽ đi ra, nó không có giữ gió lại. Ở đây cũng vậy nè mọi người ha, hở lỗ tùm lum hết nè, hở hết à. Tấm này nó cũ quá, đúng ra thì che thì nó lủng tùm lum hết nè, nhiều lắm. Ở trên đây cũng hở nè, không có kính được. Như vậy cũng sẽ tốt cho con chim mọi người, chứ không có nơi ở nào mà kính hết, kính bụng hết là chết, không phải nằm sống nổi. Còn anh em kêu mình chia hai con này thì thật sự là mình không có nào chia, dù anh em trả giá cao cỡ nào đi chăng nữa mình cũng không chia. Thì hiện tại thì tụi này cũng đang ăn cám bột trộn với trứng kiến nè, rồi nó ăn như vậy để cho lông tốt thôi chứ gì hết đó. Hai đứa đầu tiên, lứa đầu tiên. Và lứa sau á thì là ở lứa sau thì nó nằm ở bên kia, thì cái con mà mình kẹp chung với chồng màu á, rồi còn lứa thứ ba thì hiện tại đang ở chung với mẹ, thì có thể là tối nay mình sẽ bắt nó ra. Con này nó khai lông rồi, một cọng lông mới ra, một cọng lông cũ vẫn còn trên đuôi nữa, nó chưa đó. Mình thấy là hai thằng, một thằng giống cha, một thằng giống mẹ rồi đó. Cái con mà còn cọng lông lông cũ chưa rớt á thì đuôi thẳng, còn con bên này thì mình thấy đầu nó hơi tôm à. Rồi ok. À đúng rồi, với lại anh em kêu con bìm bịp ăn sao cho căng lửa. Ăn này nè, ăn này mau lên lắm. Không biết anh em có kiếm ra được hay không chứ thật sự nói vòng vòng nhầm mình kiếm mấy này dễ lắm. Anh em thấy con gì không? Rắn. Còn không thì anh em ra ngoài vựa rắn á, anh em mua con hai con thì tao bán à. Mấy này cho ăn mau mau lỗ mắt lắm. Với lại nuôi mấy con này ở nhà là nó ăn được vậy á, thì mấy con rắn nó sẽ rất là sợ con mày bịp mình. Ngày hôm nó giặt đầu nãy giờ đó. Thôi, quay cảnh này nó cũng ghê gớm lắm. Anh em thích thì coi trực tiếp của mình thì nó nái hơn, chứ còn mà quay như vậy nhìn nó khá là ghê gợn ha. Bộ cô gái 500 nè, nó bị gớt cái mâm mà. Anh em tao bắt thì mình mua cho cái mâm. Cái mâm này có 14-15 ngàn gì cái à. Đó. Luôn lòng. Anh đang chậu cơm. Trong mình cầm thì bình thường, tại cầm điện thoại quay thì tức mặt nó cái nó vậy. Hey, chào tất cả mọi người. Hồi nãy mình mới vừa like xong, giờ thì mình người ta nghỉ hát rồi, giờ bắt đầu tao mình quay. Nói chung là mình, anh em hỏi cái con lửa này có bộ sẻ không, thì anh em nhìn cái con lửa cát tiên gốc, cát tiên hồi xưa này mình mua cái con mép vàng mình nuôi mình chơi đến bây giờ, hình như là nó được 3 năm rồi. Đó, anh em có thể so hai con với nhau thì thấy hai bộ khác nhau hoàn toàn ha. Con này của mình thì mới vừa xong lông thôi. Con này cũng là con mồi của mình. Mà giờ nó tụt lửa rồi, nó chưa có căng lên lại. Cái họng nó thì hết đen rồi. Mà giờ nhìn ảnh y như con mép vậy. Tại vì mới thay lông xong. Máy các anh chị anh tặng mình nè, anh đưa cho mình nuôi luôn, anh nó muốn làm gì làm, muốn bán muốn cho ai cho. Đuôi anh thì có cộng đuôi anh, nói chung máy này cũng xuyên tặng lắm. Với lại anh kia anh gửi mình con cú cho bò, nhưng mà anh kêu mình bán, nhưng mà anh nói anh bao là hót cánh ra bàn. Nói chung là mình vẫn chưa thấy, cho nên mình không dám bao anh em, với lại mà cũng chưa đăng nữa. Giờ như báo trước thôi, khi nào mà nó hot ok mà nó có ra cái đúng cánh ra bàn mình sẽ quay cho anh em xem. Chứ nhiều khi á mình bán xong giờ anh em nói ui nó không hot, không ra cánh ra bàn hả gì đó thôi. Thì cũng khó cho mình, tại vì mình ở giữa. Nhiều khi có những cái mà mình không có nào mà nói được, tại vì chủ người ta như vậy. Rồi báo thế rồi mình lấy mình đưa cho anh em, rồi mình cũng lấy uy tín mình ra, mà lỡ nó không có gì cái là chết mình. Cho nên nhiều khi á mình quay video rồi, cũng có nhiều khi á mình quay video xong rồi anh em hát lại đổi ý.
cũng khó lòng nhiều cái lắm. Mấy cái đứa này đi ra coi. Trời ơi, mua với tụi nó cũng không có muốn chơi nhiều. Trời ơi, giọng huyền thoại. Mấy con chó này ủ nó nghe nó hót, không ăn lửa nó chịu hót. Nên nào bắt con lửa màu này mình tặng luôn cho con máy thì luôn về chơi. Còn con bò nó đang hay lông. Chúc mừng, con bò này không tặc lỗi không gì hết. Lông lá tại tôi thôi.